Mới đây tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Sinh Nhật Tân đã có buổi làm việc với Đoàn Bộ Công Thương Lào sang thăm và trao đổi kinh nghiệm tổ chức năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Bộ Công Thương Việt Nam để chuẩn bị cho năm 2024 Lào đảm đương cương vị Chủ tịch ASEAN. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng kịch bản chủ tọa các hội nghị cấp bộ trưởng, thứ trưởng, quan chức kinh tế SEOM, cũng như việc phối hợp với Ban Thư ký ASEAN trong công tác xây dựng kịch bản, chủ trì các cấp, công tác thông tin báo chí, tuyên truyền, lễ tân, hậu cần, địa điểm. Hai bên đã dành nhiều thời gian trao đổi về các nội dung chia sẻ nhằm giúp Đoàn Bộ Công Thương Lào lĩnh hội đầy đủ kinh nghiệm của Bộ Công Thương Việt Nam, chuẩn bị cho năm Chủ tịch ASEAN 2024 của Lào. Ngoài ra, hai bên cũng dành thời gian cập nhật về tình hình ký kết Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam-Lào với mục tiêu sớm ký kết đưa vào thực thi hiệp định này, góp phần thúc đẩy giao thương và tăng trưởng kinh tế hai nước.